Trí Phụ Miến gửi lời chào thân ái tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình mua sắm trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đại Hồng Shopping. Quý vị thân mến, đời sống ngày càng phát triển và chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Không những phòng khách, gian bếp hay là không gian phòng ngủ mà ngay cả không gian phòng tắm của chúng ta cũng rất cần có được những thiết bị nhà tắm an toàn và chất lượng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ được mang đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm, đó chính là vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini. Và với vòi sen tăng áp đổi màu này, khi quý vị và các bạn chúng ta sử dụng ở trong phòng tắm gia đình của mình thì nó sẽ giúp nguồn nước đầu ra trở nên sạch hơn, an toàn hơn cho quý vị và các bạn trong quá trình mà chúng ta tắm táp hay là vệ sinh cơ thể của mình. Mặt khác là cùng với vòi sen tăng áp này, áp lực nước sẽ được đẩy cao hơn để giúp chúng ta có những làn nước mạnh hơn quý vị và các bạn nha. Và hơn hết nữa là nó có thêm tính năng đổi màu để giúp chúng ta có thể là nhận biết được nhiệt độ, màu sắc của phần đèn led ở bên trên phần thân vòi sen sẽ đổi màu tùy theo cái mức nhiệt độ của nguồn nước gia đình nhà bạn, cho nên chúng ta có thể là cảm nhận được là nhiệt độ đang thấp, đang cao để chúng ta có thể là sử dụng an toàn cho gia đình của mình. Và mức giá chúng tôi gửi đến cho sản phẩm này là cực kỳ hấp dẫn. Mức giá chính hãng bên ngoài thị trường là 1.300.000 đồng. Thế nhưng khi quý vị mua sắm trong chương trình này trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping, mức giá chỉ là 850.000 đồng mà thôi. Mức giá cực kỳ ưu đãi được áp dụng trong thời gian phát sóng chương trình này. Hãy nhanh tay và đừng bỏ lỡ cơ hội qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137, hoặc quý vị có thể tìm kiếm thông tin của dòng sản phẩm này trên website vtvhuynhdai.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cũng như giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini, mức giá ưu đãi 850.000 đồng cho một bộ hai vòi sen tăng áp đổi màu, với mức giá chính hãng ngoài thị trường là 1.300.000 đồng. Cho nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đào Shopping. Sản phẩm sẽ được bảo hành 3 tháng. Nhanh tay sở hữu vòi sen tăng áp đổi màu Sensini, có thể thay thế các sản phẩm chiếu sáng khác trong phòng tắm khi mất điện. Màu sắc của đèn led sẽ chuyển biến tùy theo nhiệt độ của nguồn nước. Nếu nước có nhiệt độ vào khoảng 30 độ C, đèn led sẽ hiển thị màu xanh lá. Nhiệt độ từ 30 cho đến 40 độ C, màu xanh dương sẽ xuất hiện. Trên 40 độ C, chúng ta sẽ nhìn thấy màu đỏ ở phần đầu vòi. Và nếu mức nhiệt độ lên quá cao trên 50 độ C, màu đỏ sẽ nhấp nháy để báo hiệu cho quý vị các bạn nhận biết độ nguy hiểm và không nên sử dụng ngay. Với vòi sen tăng áp và đổi màu của thương hiệu Sensini, thanh lọc nguồn nước ngay tại vòi gồm 5 lớp lọc khác nhau: lưới lọc nhỏ, hạt lọc nano trắng, phần hút ở giữa, hạt lọc nano đỏ và phần lưới lọc cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, áp lực trong công việc, ô nhiễm môi trường và sau khi trở về nhà, chúng ta quan tâm đến một không gian phòng tắm đầy đủ những cái thiết bị tiện nghi bên trong nhà tắm của mình. Và đặc biệt ngày hôm nay trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping, chúng tôi muốn nhấn mạnh và có lẽ làm chúng ta thay đổi quan niệm, đó chính là từ 3 tháng đến 6 tháng chúng ta cần quan tâm thay đổi ngay vòi sen bên trong chính gia đình của mình. So với những chiếc vòi sen thông thường, một thời gian sử dụng lâu dài mà chúng ta không biết được ở bên trong vòi sen của chúng ta sẽ đọng lại những cái chất tạp bẩn như thế nào. Hôm nay thương hiệu Sensini mang lại cho quý vị và các bạn một chiếc vòi sen với mẫu mới năm 2016 với nhiều cải tiến, đó là phần lọc nano, hạt nano trắng, hạt nano đỏ và phần mút ở giữa để giúp chúng ta có thể giữ lại những tạp bẩn ở bên trong nguồn nước gia đình của mình. Cho dù là nguồn nước máy hay cả là nguồn nước giếng này giúp cho chúng ta có thể an tâm khi lượng nước trực tiếp tiếp xúc lên cơ thể của mình sau khi đã rời khỏi vòi sen Sensini, đảm bảo là một nguồn nước sạch giúp cho chúng ta bảo vệ một làn da khỏe mạnh, đặc biệt là những làn da nhạy cảm như là làn da của em bé bên trong chính gia đình của mình. Với khả năng hệ thống đèn led của vòi sen tăng áp và đổi màu của thương hiệu Sensini, từ 30 độ C là màu xanh lá, 30 đến 40 độ C là màu xanh dương, trên 40 độ C sẽ là màu đỏ rực và trên 50 độ C là màu đỏ sẽ nhấp nháy, báo hiệu đây là nhiệt độ không an toàn, để giúp cho những gia đình chúng ta sử dụng với vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini trong những trường hợp chúng ta sử dụng chung với máy nước nóng trong chính không gian nhà tắm của mình, quý vị và các bạn nha. Với mức giá chính hãng bên ngoài thị trường 1.300.000 đồng thì hôm nay trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping chỉ có 850.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn sẽ được bảo hành 3 tháng chọn một bộ sản phẩm bao gồm hai vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini. Cùng với hệ thống đèn led của vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini sẽ làm cho không gian phòng tắm của quý vị và các bạn sẽ trở nên rực rỡ sắc màu, cũng như chúng ta sẽ thư giãn trong hệ thống đèn led với màu đỏ ấm nóng của lượng nước ở bên trong sẽ giúp cho chúng ta sẽ có được những phút giây thoải mái khi trở về nhà sau những áp lực của công việc, sau những áp lực của ô nhiễm môi trường bên ngoài đường. Chúng ta trở về nhà và trong không gian phòng tắm đã có ngay vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini, cùng với khả năng giữ lại những tạp chất và những cặn bẩn bên trong nguồn nước của mình, đảm bảo một nguồn nước sạch hơn để giúp cho chúng ta có được những phút giây thư giãn cùng với vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini. Vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa ABS cứng chắc, cải tiến hơn, trong hơn và bền hơn, có khả năng chống sốc nhiệt cao, chịu được va đập, hạn chế rạn nứt bể vỡ, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi dây vòi sen trong nhà.
Sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini giảm lão hóa da, làm đẹp da, xe khích nổi chân lông, bộ cảm ứng nhiệt thông minh tạo sự an toàn khi sử dụng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với không gian phim trường của VTV Hyundai Shopping. Mình chỉ xin được lặp lại, 850.000 đồng là mức giá ưu đãi để chúng ta sẽ có ngay hai vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini. Thế nhưng làm sao để chúng ta có thể là thay đổi vòi sen ngay trong chính gia đình của mình? Thói quen là làm sao bạn có thể là có cần thiết phải thay đổi vòi sen hay không? Bởi vì quý vị và các bạn dễ dàng quan sát được, ở trên tay Minh Trí đang cầm đó chính là vòi sen thông thường trong chính không gian nhà tắm của mình. Và đôi khi mà vòi sen mình bị nghẹt ở phần đầu đi, mình cảm nhận đi, thì mình chỉ cần là vệ sinh ở phần đầu thôi. Tuy nhiên mà quý vị và các bạn có thể là dễ dàng quan sát, có thể là tưởng tượng được bên trong sẽ bám bẩn như thế nào khi mà vòi sen thông thường của mình lại không phải là bằng chất liệu nhựa cao cấp và trong suốt. Thì ở đây thương hiệu Sensini sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể hình dung được là tùy theo nguồn nước bên trong chính gia đình của mình, có thể là sử dụng bằng nước máy hoặc là một số gia đình mình sử dụng nước giếng, thì chúng ta cảm nhận được là sau một thời gian chúng tôi cố tình là không vệ sinh, để quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát được. Đây là kết cấu của vòi sen Sensini ở mẫu cũ, để chúng ta quan sát là trong một thời gian dài mình sử dụng thì những cái tạp chất nè hoặc là những cái chất bẩn ở bên trong nguồn nước gia đình của mình đã bám lại ở trong suốt cái thân vòi sen như thế này, và chúng ta phải vệ sinh để có thể đảm bảo được sức khỏe. Thế nhưng hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị đó chính là mẫu thiết kế mới với những cải tiến của năm 2016. Chúng ta hãy nhìn vào một chiếc vòi sen mới như thế này quý vị và các bạn. Với cải tiến mới như thế này thì nó sẽ có thêm đó là phần đệm mút để giữ những tạp chất lại, và có hai loại hạt kháng chất hai màu khác nhau để tăng hiệu quả lọc nước sạch hơn quý vị và các bạn. Sẽ có hai loại hạt khoáng chất và thêm một loại đó là hạt than hoạt tính ở bên phần thân trên đầu như thế này nữa quý vị ạ. Và chúng ta sẽ cùng quan sát vào vòi sen của Sensini như thế này. Chúng ta hoàn toàn có thể là tháo rời, mở rời các bộ phận ra để mình vệ sinh chùi rửa sau một quá trình mà quý vị các bạn chúng ta sử dụng, và cặn bẩn đã đa bám suốt ở bên trong vòi sen. Khác với những chiếc vòi sen ở gia đình quý vị là chúng ta biết là ở bên trong rất là bẩn, nhưng mà mình không có làm cách nào để mình có thể là vệ sinh được quý vị ạ. Và chính vì thế mà chúng ta thấy là nước cứ tắc nghẽn, nguồn nước đưa ra không sạch và cảm giác tắm hay là vệ sinh cơ thể rất là khó chịu. Nhưng mà với kết cấu của vòi sen Sensini, ở đây Phùng Miến đã mở rời hết những bộ phận ra để quý vị cùng quan sát quý vị nhé. Nước đầu tiên sẽ được lọc sơ ở một bộ lọc nhã như thế này, sau đó sẽ đi xuyên qua đó chính là hai loại hạt kháng chất mà chúng tôi gọi đó là hạt nano, kích cỡ nhỏ như thế này. Nó sẽ giúp giữ lại những cái kim loại nặng có ở bên trong nguồn nước, và nước của chúng ta cũng sẽ đi qua phần đệm mút này, những cái tạp chất, những cái chất cặn bẩn dư thừa vẫn sẽ được giữ lại ở đây, tiếp tục đi qua thêm một bộ lọc nữa, lọc nhỏ hơn để giúp nước của chúng ta sạch hơn. Và nước của mình trước khi ra bên ngoài thì nó sẽ đi qua đó là hạt than hoạt tính. Hạt than hoạt tính này sẽ giúp đó là hấp thụ clo và sẽ giúp nguồn nước chúng ta sạch hơn và hỗ trợ kháng khuẩn nữa. Và cuối cùng nước của mình đẩy xuống với áp lực mạnh hơn nhờ nó đi qua những lỗ siêu nhỏ ở trên bề mặt như thế này. Và còn khu vực này của phần vòi sen của chúng ta đó chính là khu vực phát ra đèn LED, sẽ báo hiệu cho chúng ta nhiệt độ của nước của chúng ta đang sử dụng là như thế nào. Đèn sẽ thay đổi từ sắc xanh dương, sắc xanh lá đến là sắc đỏ hay là màu đỏ nhấp nháy. Và sau khi Phùng Miến đã phân tích rất kỹ kết cấu từng bộ phận bên trong của vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm nhận được là một chiếc vòi sen nhưng mà sẽ mang lại chúng ta một làn da mát mẻ hơn và tốt cho làn da của mình. Và đặc biệt là quý vị và các bạn có thể dễ dàng quan sát là cùng với chất liệu nhựa ABS cao cấp thì vòi sen tăng áp cũng như đổi màu của thương hiệu Sensini sẽ có khả năng đó chính là có thể là trong những trường hợp mà mình vô tình lỡ tay làm rơi xuống mặt đất đi chăng nữa thì cùng với chất liệu nhựa cao cấp sẽ giúp chúng ta là hạn chế bị rơi vỡ cho dù là bị va đập mạnh. Thì ở đây Minh Trí sẽ cùng thí nghiệm đó chính là chúng ta sẽ cùng làm thí nghiệm, đó là chúng ta sẽ cho vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini rơi xuống mặt đất để quý vị có thể dễ dàng quan sát được chất lượng của sản phẩm này như thế nào quý vị nha. Chất liệu nhựa rất là bền chắc và quý vị các bạn chúng ta yên tâm. Quý vị và các bạn có thể quan sát được là cho dù ở nhiều độ cao khác nhau thì quý vị và các bạn cũng có thể là an tâm khi chúng ta lại có ngay ở trong chính không gian nhà tắm của mình một chiếc vòi sen tăng áp đổi màu cao cấp của thương hiệu Sensini như thế này. Mà ở đây Minh Trí liên tục có thể là cố tình làm rơi vỡ xuống mặt đất đi chăng nữa thì quý vị có thể dễ dàng quan sát được đó chính là nhựa ABS cao cấp dày dặn và trong suốt, sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể là quan sát được trong suốt quá trình là vận hành của những cái hạt nano ở bên trong để có thể là chúng ta vệ sinh chùi rửa và tháo rời từng bộ phận cũng như là chất liệu nhựa dày dặn hơn thì trong suốt quá trình chúng ta làm rơi vỡ thì cũng chống va đập và rạn nứt quý vị nhé. Như vậy là chúng ta có thể là yên tâm sở hữu ngay vòi sen Sensini về cho nhà mình, và phần vòng ron cũng là vòng ron tiêu chuẩn quý vị các bạn chúng ta dễ dàng lắp đặt vào những cái và thay thế những cái chiếc vòi sen đã cũ trong phòng tắm gia đình của chúng ta. Ví dụ như là ngay bây giờ quý vị các bạn chúng ta có thể là quan sát, mình làm một cái chút xíu so sánh nhỏ về những chiếc vòi sen mà chúng ta vẫn đang sử dụng ở nhà mình với lại vòi sen Sensini thì có những cái điều gì khác biệt đây. Tất nhiên là mỗi loại vòi sen nó sẽ đều có những cái ưu điểm khác
khác nhau. Nhưng với vòi sen của Sensini thì Phụng Yến cực kỳ thích thú, đó là cái khả năng tăng áp, khả năng biến đổi màu dựa vào nhiệt độ của nước và cả đó là độ lọc nước nữa quý vị và các bạn nha. Và chỉ cần là chúng ta sử dụng vòi sen như thế này thì khi quý vị và các bạn chúng ta quan sát, nước sẽ được đưa qua ngay phần đầu vòi sen đó và ngay lập tức đưa ra ngoài, đèn sẽ bật sáng quý vị và các bạn nha. Sắc xanh lá này ở nhiệt độ nước đó chính là khoảng từ 30 cho đến là 40 độ C. Chúng ta có thể là quan sát sắc màu của phần đèn LED như thế này thay đổi tùy theo nhiệt độ của nước quý vị nha. Và với vòi sen trong suốt cho nên là phần nguồn nước chúng ta có thể là quan sát nó đi, sẽ đi từ dưới lên như thế này và chúng ta nhìn thấy được đó là nước của mình chia đều các tia ra. Còn với vòi sen của Minh Trí thì sao nào? Vòi sen của Minh Trí thì quý vị có thể dễ dàng quan sát được là cũng giống như cái tình trạng thông thường ở nhà sau khi mình tắm, đó là cái áp lực nước ở bên trong chính gia đình của mình thì có thể thay đổi mạnh nhẹ khác nhau. Tuy nhiên đối với vòi sen thông thường thì quý vị có thể cả quan sát được là những cái tia nước nó sẽ không có đều, cũng như là khi mình tắm mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đối với vòi sen tăng áp của Sensini thì những cái tia nước rất là đều, cũng như đã trải qua được rất là nhiều cái quá trình đó là sàng lọc, cũng như cuối cùng đó là những cái hạt khoáng chất để giúp cho chúng ta dễ dàng hấp thụ cái nguồn nước ở bên trong chính làn da của mình, đó là những cái nguồn nước sạch. Quý vị có thể dễ dàng quan sát được từ chính nguồn nước của phim trường VTV Việt Nam Shopping ngày hôm nay. Chúng ta có thể so sánh được là vì sao mình cũng cần quan tâm có ngay những cái vòi sen chất lượng và đặc biệt là của thương hiệu Sensini như thế này quý vị nhé. Đôi khi chúng ta sử dụng những vòi sen như thế này đã quá lâu ngày ở nhà của mình mà nó bị tắc nghẽn do là những cái cặn bẩn nó đóng rất là nhiều. Chúng ta hay vỗ ở đầu vòi sen hay là chúng ta hay châm vào những cái phần đầu vòi như thế này để nước ra đều hơn, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy là nó không hiệu quả bởi vì bản thân là cặn bẩn đã bám đầy ở bên trong đây và chúng ta không có cách nào để tháo rời và vệ sinh cả. Đúng rồi. Nhưng mà sự khác biệt của chúng ta với vòi sen Sensini, quý vị có thể là tháo rời các bộ phận và chúng ta quan sát được nguồn nước đi ở bên trong đây, quan sát được cặn bẩn nó nằm như thế nào và chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh quý vị nha. Mặt khác là nước của mình còn được lọc nữa quý vị à. Vòi sen ở nhà quý vị có bộ lọc hay không ạ? Đôi khi chúng ta có thể sử dụng vòi sen nhưng mà lo lắng là nước ở phần đầu ra không được sạch sẽ trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Nhưng với bộ lọc đây gồm những hạt nano và cả hạt than hoạt tính nữa, nó sẽ giúp hấp thu những cái cặn bẩn và giúp giữ lại những cái kim loại nặng, giúp nguồn nước của chúng ta trở nên sạch hơn và cũng hấp thu clo nhờ có than hoạt tính nữa quý vị nha. Nguồn nước như thế này vừa ra sạch hơn, vừa tạo cái tia nước đều hơn nữa, cho nên nó giúp cái cảm giác massage trên làn da của chúng ta đạt được thoải mái hơn. Mà khác là mình đi có thể là quan sát được phần đèn như thế này ở trên đầu rồi nữa. Rất là tiện nghi để mà chúng ta sẽ có ngay một cái không gian phòng tắm sang trọng mà bây giờ thì sẽ tắt ngay nguồn nước của trong phim trường VTV Hyundai Home Shopping. Và đặc biệt là không những có khả năng là sàng lọc những cái tạp chất, những cái chất bẩn ở bên trong nguồn nước gia đình của mình, cũng như là tăng áp lực nước để chúng ta có thể là có được những phút giây thư giãn trong phòng tắm. Và đối với sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini thì tại sao lại có khả năng đổi màu, thì chúng ta cùng quan sát với thí nghiệm tiếp theo. Đặc biệt là trong chính gia đình của chúng ta đang sử dụng đó là máy nước nóng thì vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể báo hiệu được nhiệt độ của nguồn nước gia đình của mình sử dụng rất là an toàn, và đặc biệt sẽ an toàn hơn khi gia đình của mình lại có trẻ em nhỏ nữa Phụng Yến ha. Bình thường thì với những gia đình mà chúng ta sử dụng nguồn nước nóng đây thì tất nhiên nguồn nước nóng đôi khi nó sẽ không ổn định. Lúc chúng ta mới bật mở thì nó sẽ là nước lạnh, sau đó chuyển dần nóng dần lên. Thì đèn của chúng ta ở trên đầu vòi sen này cũng vậy quý vị ạ. Ở mức nhiệt độ là khoảng từ 30 độ C thì đèn của chúng ta sẽ là có sắc màu xanh lá. Và khi nhiệt độ của chúng ta vào khoảng trên 30 độ C, từ 30 cho đến 40 độ C thì nó sẽ chuyển sang màu xanh dương ở phần đầu đèn LED. Và ở trên là 40 độ C cho đến 50 độ C thì đèn LED của chúng ta đã chuyển đỏ quý vị ạ các bạn ạ. Và trên 50 độ C thì đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy. Những cái mức đèn này để báo hiệu cho quý vị biết là nhiệt độ nước của chúng ta đang ở cái khoảng nào mà mình không cần phải chạm tay trực tiếp vào nguồn nước chúng ta mới cảm nhận được, mà chúng ta chỉ cần nhìn đèn mà thôi. Điều đó mang đến cái sự an toàn cho gia đình của quý vị. Nếu như mà chúng ta tắm cho trẻ nhỏ, chúng ta tắm cho cơ thể làn da mỏng manh và nhạy cảm của mình thì quý vị yên tâm là không có bị là nước quá nóng, bởi vì nhìn vào là mình đã biết được mức nước đang ở khoảng nào rồi. Và đặc biệt là để có thể báo hiệu được cho các bố cũng như các mẹ so với những vòi sen thông thường thì chúng ta thường phải thử bằng cách là mình chạm tay vào. Tuy nhiên trừ trường hợp là nước đã trên 50 độ C rất là nguy hiểm. Nhưng mà đối với vòi sen của thương hiệu Sensini thì khi đèn đỏ nhấp nháy có nghĩa là đã trên 50 độ C. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng quan sát được là nhiệt độ nước ở bên trong để giúp cho cả gia đình của mình hay là cả các bé nữa khi chủ động được việc là chúng ta tắm rửa bên trong nhà tắm của mình thì vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Sensini sẽ giúp cho quý vị và các bạn an toàn hơn khi mà chúng ta có thể cảm nhận được nhiệt độ nước ở bên trong chính nguồn nước gia đình của mình khi chúng ta sử dụng với máy nước nóng. Như vậy là chúng ta khi mà nhìn vào sắc xanh dương hoặc là xanh lá thì mình biết là nước đó vẫn còn rất là mát, cũng thấy thoải mái dễ chịu sử dụng. Bắt đầu chuyển sang sắc đỏ là nước đã nóng lên và đỏ nhấp nháy là cũng thuộc dạng ngưỡng nguy hiểm rồi, quý vị cũng phải chú ý khi mà chúng ta sử dụng nguồn nước nóng đó quý vị và các bạn nha. Cho nên là mình nhìn vào màu sắc của đèn báo hiệu như vậy chúng ta yên tâm sử dụng. Mà đèn phát ra, đèn LED cũng rất là nổi
nổi bật, dễ nhận biết nữa, nhưng mà không hề sử dụng điện quý vị và các bạn à. Cho nên là ngay cả khi gia đình của chúng ta cúp điện nè thì đèn của mình vẫn bật sáng thông thường ở bên trong không gian nhà tắm của chúng ta luôn quý vị và các bạn nha. Với mức giá chính hãng là 1.300.000 đồng, thế nhưng khi chúng ta mua sắm trong chương trình này, trong những thời gian phát sóng chương trình này thôi, thì mức giá chỉ là 850.000 đồng cho một bộ sản phẩm lên đến 2 vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Zantini. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này và gọi vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ hơn và giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Zantini, mức giá ưu đãi 850.000 đồng cho một bộ 2 vòi sen tăng áp đổi màu với mức giá chính hãng ngoài thị trường là 1.300.000 đồng. Cho nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping. Sản phẩm sẽ được bảo hành 3 tháng. Nhanh tay sở hữu vòi sen tăng áp đổi màu Zantini, có thể thay thế các sản phẩm chiếu sáng khác trong phòng tắm khi mất điện. Màu sắc của đèn LED sẽ chuyển biến tùy theo nhiệt độ của nguồn nước. Nếu nước có nhiệt độ vào khoảng 30 độ C, đèn LED sẽ hiển thị màu xanh lá. Nhiệt độ từ 30 cho đến 40 độ C, màu xanh dương sẽ xuất hiện. Trên 40 độ C, chúng ta sẽ nhìn thấy màu đỏ ở phần đầu vòi. Và nếu mức nhiệt độ lên quá cao trên 50 độ C, màu đỏ sẽ nhấp nháy để báo hiệu cho quý vị các bạn nhận biết độ nguy hiểm và không nên sử dụng ngay. Với vòi sen tăng áp và đổi màu của thương hiệu Zantini, thanh lọc nguồn nước ngay tại vòi gồm 5 lớp lọc khác nhau: lưới lọc nhỏ, hạt lọc nano trắng, phần mút ở giữa, hạt lọc nano đỏ và phần lưới lọc cuối cùng. Quý vị các bạn, chúng ta đang sử dụng những chiếc vòi sen như thế nào ở gia đình của mình? Có những chiếc vòi sen đã cũ, kết cấu phức tạp, không thể nào để chúng ta có thể là mở ra và quan sát được ở bên trong. Những chiếc vòi sen đó sử dụng trong một thời gian lâu dài, quý vị sẽ thấy là nước dễ bị tắc nghẽn ở bên trong bởi vì cặn bẩn đóng quá nhiều. Chúng ta cứ hay phải vỗ vào trên đầu vòi sen, hay là chúng ta phải châm vào những lỗ nhỏ ở ngay khu vực đầu vòi để nước có thể đưa ra tốt hơn. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện điều đó cũng không hề hiệu quả, nguồn nước vẫn bị tắc nghẽn khiến cảm giác thật là khó chịu trong gia đình. Giờ đây hãy thay đổi ngay một chiếc vòi sen mới với công thức tốt hơn cho gia đình của mình. Vòi sen tăng áp đổi màu đến từ thương hiệu Zantini. Với chiếc vòi sen này thì nguồn nước của chúng ta sẽ chảy qua một bộ lọc bao gồm các hạt nano đỏ và trắng, sẽ giúp giữ lại những kim loại nặng có ở bên trong nước. Sau đó nước chảy qua những bộ lọc khác để giữ lại những tạp bẩn và cuối cùng đi qua phần than hoạt tính. Than hoạt tính sẽ loại bớt clo cũng như là hỗ trợ kháng khuẩn cho nguồn nước. Từ đó nguồn nước đầu ra trở nên sạch sẽ hơn. Mặt khác là với phần vòi sen trong suốt này, chúng ta dễ dàng quan sát được kết cấu bên trong, dễ dàng tháo rời để vệ sinh chùi rửa. Và khi nước của mình đi ra bên ngoài thì sẽ xuyên qua những lỗ nhỏ li ti để tạo tia nước đều, mảnh và hỗ trợ tăng áp cho phần vòi sen của mình quý vị và các bạn nha. Nếu mà chúng ta sử dụng vòi sen trong một thời gian dài mà nguồn nước gia đình của quý vị và các bạn chúng ta bị nhiễm bẩn, vòi sen của mình sẽ chuyển dần sang những sắc màu tối hơn. Chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ, chúng ta sẽ quan sát được cặn bẩn đã bám ở rất là nhiều vào trong những hạt khoáng chất, những hạt than hoạt tính và bám ở khắp phần nhựa của vòi sen. Lúc này thì quý vị hoàn toàn có thể là tháo rời ra. Chúng ta có thể là ngâm phần nước muối trong những hạt khoáng chất để làm vệ sinh, hay là chúng ta chà rửa phần vòi sen của mình và lắp vào tiếp tục sử dụng, thay vì là sử dụng những chiếc vòi sen đã quá cũ kỹ nhưng không có cách nào để chúng ta tháo mở ra để làm vệ sinh. Sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Zantini giảm lão hóa da, làm đẹp da, sẽ kích nổi chân lông, bộ cảm ứng nhiệt thông minh tạo sự an toàn khi sử dụng. Vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Zantini bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa ABS cứng chắc, cải tiến hơn, trong hơn và bền hơn, có khả năng chống sốc nhiệt cao, chịu được va đập, hạn chế rạn nứt bể vỡ, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi dây vòi sen trong nhà. Quý vị các bạn thân mến, vòi sen của Zantini có 3 tính năng rất là cần thiết cho những chiếc vòi sen hiện đại. Đó chính là tính năng tăng áp, tính năng lọc nước và tính năng đổi màu dựa vào nhiệt độ của nước. Những tính năng này giúp chúng ta sử dụng những chiếc vòi sen ở gia đình của mình tiện lợi và an toàn hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát vào từng tính năng quý vị các bạn nhé. Chúng ta khi mà lắp đặt vòi sen mình vào ở bên trong ở gia đình của chúng ta, trong phòng tắm nhà chúng ta, thì rất là dễ dàng nhờ có phần vòng ron tiêu chuẩn. Và ngay lập tức quý vị sẽ nhìn thấy đó là nguồn nước của chúng ta đi và tỏa đều ở phần đầu vòi sen như thế này quý vị à. Bởi vì vòi sen của chúng ta bằng nhựa ABS và trong suốt, cho nên là quý vị có thể quan sát được đường đi của dòng nước. Nước của chúng ta sẽ đi qua các loại hạt bao gồm hạt nano và hạt khoáng chất để giúp đó là giữ lại những kim loại nặng cũng như là loại bớt clo và hỗ trợ kháng khuẩn để nguồn nước của chúng ta được lọc sạch hơn. Và đồng thời chúng ta có thể là quan sát ở phần đầu vòi, những tia nước chia ra rất là nhỏ, rất là đều đặn, và quý vị yên tâm sử dụng thì áp lực nước sẽ được tăng lên nhờ những cái tia nước nhỏ như thế này đây. Và khi quý vị các bạn chúng ta tắm thì cảm giác được massage sẽ rất là dễ chịu mà không
không cần phải khó chịu như là những cái chiếc vòi sen cũ ở nhà mình. Mình cứ phải vỗ vỗ và cặn đóng rất là nhiều ở bên trong đầu vòi sen mà chúng ta không biết làm sao để tháo rời vệ sinh. Ngày hôm nay mà mẫu chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị và các bạn đó là mẫu thiết kế mới năm 2016 cùng với những cải tiến, đó chính là phần mút cũng như là hạt nano trắng, hạt nano đỏ và cuối cùng đó là những cái hạt than hoạt tính để giúp cho cơ thể và đặc biệt làn da của chúng ta sẽ dễ dàng hấp thụ cái lượng nước. Và lượng nước này sau khi đã đi ra khỏi vòi sen của Senzini thì chắc chắn đây là nguồn nước sạch quý vị nha, để giúp cho chúng ta bảo vệ được sức khỏe của tất cả các thành viên bên trong gia đình. Và phần còn lại bằng chất liệu nhựa ABS thì chắc chắn là dày dặn trong suốt để cho một thời gian dài khi mà sử dụng vòi sen chúng ta dễ dàng tháo rời từng phần, từng bộ phận ở bên trong vòi sen Senzini để giúp cho quý vị dễ dàng vệ sinh hơn. Ở đây thì có thêm một cái cảm ứng đổi màu theo nhiệt độ của nguồn nước gia đình của mình, và đặc biệt đó chính là gia đình mình đang xài máy nước nóng. Ở bên phía vòi sen của Phụng Yến là xài nguồn nước thông thường thì quý vị có thể dễ dàng quan sát đó là màu xanh lá cây, rất là thiên nhiên, rất là tươi mát, bảo đảm đó là một nguồn nước lạnh. Tuy nhiên trong những lúc mà thời tiết và đặc biệt là các khu vực các tỉnh phía Bắc, những ngày mùa đông giá lạnh thì chúng ta thường xuyên sử dụng đó là máy nước nóng thì chúng ta cũng dễ dàng quan sát được là không cần phải dùng chạm tay vào bên trong nguồn nước nữa. Mà đối với vòi sen Senzini thì có khả năng đó chính là cảm ứng màu để chúng ta có thể là tùy theo cái nguồn nước ở bên trong chính gia đình của mình. Thì quý vị và các bạn có thể là dễ dàng quan sát được là khi mà nhiệt độ đạt trên 50 độ C, tức là nhiệt độ không an toàn, thì vòi sen Senzini có cảm ứng đó chính là màu đỏ sẽ nhấp nháy liên tục. Ở đây nguồn nước đang chuyển dần sang màu đỏ, quý vị các bạn có dễ dàng quan sát được. Và chúng ta sẽ cảm nhận là khi một lần mà máy nước nóng của chúng ta đạt với nhiệt độ cao hơn thì chúng ta sẽ cảm nhận là vòi sen sẽ nhấp nháy liên tục màu đỏ như thế này, báo hiệu là không an toàn. Quý vị các bạn, chúng ta hình dung là khi mà nguồn nước đi ra, nếu mà nhiệt độ dưới 30 độ C thì nó sẽ có sắc màu xanh lá như là quý vị đang quan sát như thế này. Và nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên từ khoảng 30 đến 40 độ C thì sắc màu sẽ chuyển sang đó là xanh dương quý vị ạ các bạn. Và khoảng từ 40 đến 50 độ C thì từ màu xanh dương sẽ chuyển dần sang đó là màu đỏ. Và với màu đỏ được rõ đó, chúng ta nhận biết là nhiệt độ nước đang ở khoảng xấp xỉ đó là khoảng 50 độ C rồi. Và khi mà trên 50 độ C thì nhiệt độ nước bắt đầu chuyển sang đó là màu đỏ nhấp nháy. Ở đây quý vị các bạn, chúng ta quan sát thấy là chúng tôi đưa hai nguồn nước hai mức nhiệt độ khác nhau và vòi sen của chúng ta đã chuyển màu khác nhau như thế này quý vị nha. Ở đây là vòi sen mình sử dụng với những gia đình mà chúng ta không sử dụng nước nóng, nước thông thường vào thôi thì đèn xanh lá sẽ hiện lên rất là rõ. Khi mà chúng ta sử dụng như thế này thì đèn này không sử dụng điện. Quý vị các bạn, chúng ta nhìn thấy đèn nó bật sáng cũng tạo cái cảm giác rất là sinh động trong không gian phòng tắm của gia đình mình. Và khi nhà mình cúp điện thì đèn vẫn sáng như thế này quý vị nha. Đó, còn với vòi sen của chúng ta đang sử dụng đó chính là luồng nước nóng thì khi nước bắt đầu ấm lên nó sẽ chuyển sang màu xanh dương như thế này, ở khoảng mức nhiệt độ đó là từ 30 đến 40 độ C. Và khi nóng dần lên nữa thì màu xanh dương sẽ chuyển sang màu đỏ, lúc đó nhiệt độ là khoảng 40 đến 50 độ C. Còn đỏ nhấp nháy là đã nguy hiểm rồi. Đỏ nhấp nháy là quý vị các bạn, chúng ta hình dung là nhiệt độ đã trên 50 độ C quý vị nha. Đó, nhiệt độ màu xanh có nghĩa là nước của chúng ta đang mát lạnh. Mình có thể là yên tâm cho tay trực tiếp vào như thế này và cảm nhận nước mát đang mát xa cơ thể của chúng ta. Còn nếu như nước nóng thì quý vị các bạn, chúng ta không cần phải kiểm tra bằng cách là đưa tay vào, nhiều khi là mình bị phỏng hoặc là mình sẽ bị giật mình một chút xíu đó. Rồi. Mình chỉ cần nhìn phần đèn bật sáng này đã biết đó là nước đang lạnh, là đang mát hay là nước đang ấm lên. Và cùng với hệ thống đó là 12 bóng đèn LED ở phía đầu vòi sen Senzini thì chắc chắn là ở mọi điều kiện thời tiết khác nhau chúng ta cũng có thể an tâm sử dụng cùng với vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini. Và đặc biệt là chúng ta sẽ liên tưởng đến mà đang tắm nhưng mà trường hợp mất điện thì sao Phụng Miến ha, thì chắc chắn là ở đầu vòi sen như thế này với hệ thống đèn LED sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể là phát sáng ra trong không gian phòng tắm gia đình của mình. Từ sự sang trọng tinh tế cũng như là có thể khả năng lọc sạch những cái cặn bẩn tạp chất ở bên trong nguồn nước cũng như đem lại cũng sức khỏe tốt hơn cho làn da gia đình của bạn, đặc biệt là cho các bé yêu. Cùng với mức giá chính hãng là 1.300.000 đồng thì bây giờ mức giá trên VTV Hyundai Home Shopping là 850.000 đồng chọn một bộ tới hai vòi sen tăng áp đổi màu quý vị nhé. Và chúng ta có thể nhanh tay gọi điện thoại để có thể là đặt hàng dòng sản phẩm này và mang ngay về thay thế trong không gian phòng tắm của gia đình mình để vừa sử dụng tiện lợi, vừa sử dụng thật là sinh động với những ánh đèn màu, đặc biệt đó là sử dụng an toàn cho gia đình chúng ta nữa. Hãy nhanh tay đặt hàng qua số tổng đài quen thuộc 1900 7137 để mang về nhà ngay, trang bị ngay cho thiết bị nhà tắm gia đình của bạn của thương hiệu Senzini, phong cách ý cho nhà tắm yêu quý vị nhé. Sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini, mức giá ưu đãi 850.000 đồng cho một bộ hai vòi sen tăng áp đổi màu, với mức giá chính hãng ngoài thị trường là 1.300.000 đồng. Cho nên quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội mua sắm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Shopping. Sản phẩm sẽ được bảo hành 3 tháng.
Nhanh tay sở hữu vòi sen tăng áp đổi màu Senzini, có thể thay thế các sản phẩm chiếu sáng khác trong phòng tắm khi mất điện. Màu sắc của đèn LED sẽ chuyển biến tùy theo nhiệt độ của nguồn nước. Nếu nước có nhiệt độ vào khoảng 30 độ C, đèn LED sẽ hiển thị màu xanh lá. Nhiệt độ từ 30 cho đến 40 độ C, màu xanh dương sẽ xuất hiện. Trên 40 độ C, chúng ta sẽ nhìn thấy màu đỏ ở phần đầu vòi. Và nếu mức nhiệt độ lên quá cao trên 50 độ C, màu đỏ sẽ nhấp nháy để báo hiệu cho quý vị các bạn nhận biết độ nguy hiểm và không nên sử dụng ngay. Quý vị và các bạn thân mến, áp lực trong công việc, ô nhiễm môi trường và sau khi trở về nhà, chúng ta quan tâm đến một không gian phòng tắm đầy đủ những cái thiết bị tiện nghi bên trong nhà tắm của mình. Và đặc biệt ngày hôm nay trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping, chúng tôi muốn nhấn mạnh và có lẽ làm chúng ta thay đổi quan niệm, đó chính là từ 3 tháng đến 6 tháng chúng ta cần quan tâm thay đổi ngay vòi sen bên trong chính gia đình của mình. Với mức giá chính hãng bên ngoài thị trường 1.300.000 đồng thì hôm nay trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping chỉ có 850.000 đồng mà thôi. Quý vị và các bạn sẽ được bảo hành 3 tháng chọn một bộ sản phẩm bao gồm hai vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini. Với màu đỏ ấm nóng của lượng nước ở bên trong sẽ giúp cho chúng ta sẽ có được những phút giây thoải mái khi trở về nhà sau những áp lực của công việc, sau những áp lực của ô nhiễm môi trường bên ngoài đường. Chúng ta trở về nhà và trong không gian phòng tắm đã có ngay vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini, cùng với khả năng giữ lại những tạp chất và những cặn bẩn bên trong nguồn nước gia đình của mình, đảm bảo một nguồn nước sạch hơn để giúp cho chúng ta có được những phút giây thư giãn cùng với vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini. Sản phẩm vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini giảm lão hóa da, làm đẹp da, xe khích lỗ chân lông, bộ cảm ứng nhiệt thông minh tạo sự an toàn khi sử dụng. Vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa ABS cứng chắc, cải tiến hơn, trong hơn và bền hơn, có khả năng chống sốc nhiệt cao, chịu được va đập, hạn chế rạn nứt bể vỡ, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi dây vòi sen trong nhà. Với vòi sen tăng áp và đổi màu của thương hiệu Senzini, thanh lọc nguồn nước ngay tại vòi gồm 5 lớp lọc khác nhau: lưới lọc nhỏ, hạt lọc nano trắng, phần mút ở giữa, hạt lọc nano đỏ và phần lưới lọc cuối cùng. Quý vị các bạn thân mến, không biết là gia đình của mình đã sử dụng những chiếc vòi sen bao lâu rồi ạ? Có thể là khi chúng ta mệt mỏi bước vào trong dãy nhà tắm để tìm cái cảm giác thoải mái dễ chịu thì vòi sen nhà mình lại bị tắc nghẽn, nước chảy ra rất là yếu khiến chúng ta khó chịu. Mặt khác là khi nóng khi lạnh thì chúng ta cũng khó mà nhận biết được. Hãy thay đổi ngay vòi sen quý vị các bạn nha. Với vòi sen kết cấu đặc biệt của Senzini thì quý vị các bạn chúng ta có thể là dễ dàng mình tháo rời các bộ phận để chúng ta vệ sinh được ở bên trong sau một cái quá trình lâu dài mà mình sử dụng. Mặt khác là với vòi sen này nó còn có khả năng đổi màu nữa để quý vị cảm nhận được nhiệt độ nước đang là như thế nào để chúng ta có thể là sử dụng cực kỳ an toàn. Mà khác đó chính là những cải tiến gồm có những hạt nano, những hạt khoáng chất với sắc đỏ và sắc trắng nữa quý vị các bạn nha. Còn có thêm là hạt than hoạt tính. Tất cả những cấu tạo đặc biệt này sẽ giúp nguồn nước đầu ra trở nên sạch sẽ hơn và còn có thêm đó là phần tăng áp lực nước nữa để trong suốt cái quá trình quý vị các bạn chúng ta tắm nè, vệ sinh cơ thể sẽ luôn cảm thấy thật là dễ chịu, tiện lợi và an toàn. Hy vọng là trong thời gian phát sóng của chương trình này cùng với Minh Trí và Phụng Yến và đặc biệt là cùng với thương hiệu Senzini, với sản phẩm vòi sen tăng áp và cũng như là đổi màu cao cấp của thương hiệu Senzini thì chắc chắn là quý vị và các bạn sẽ thay đổi dần quan điểm, đó là chúng ta thay đổi vòi sen từ 3 đến 6 tháng để có thể đem lại sức khỏe dành cho cả gia đình của mình. Mức giá chính hãng bên ngoài thị trường là 1.300.000 đồng, thế nhưng mức giá ưu đãi trên kênh truyền hình VTV Huỳnh Đàm Shopping là 850.000 đồng cho chọn một bộ với hai vòi sen tăng áp đổi màu của thương hiệu Senzini. Hãy một lần nữa gọi ngay vào số tổng đài quen thuộc 1900 7137 trong những phút cuối cùng để giành lấy cơ hội mua sắm hấp dẫn này. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. Đó, đến đây thì thời gian phát sóng chương trình xin được khép lại. Minh Trí và Phụng Yến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những lần mua sắm tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.